Thưa quý khán giả, dãi nắng dầm mưa trên những cánh đồng hay tất bật hái trái cây thuê khi vào mùa thu hoạch, có biết bao giọt mồ hôi đã nhỏ xuống từng ngày chỉ mong có được ít tiền chăm lo cho cuộc sống gia đình. Thế nhưng chúng tôi vẫn bắt gặp nụ cười lạc quan cùng ý chí không ngừng vượt qua nghịch cảnh nơi những con người lao động ấy bằng chính đôi bàn tay cần cù chịu khó. Xuất phát từ khát khao vượt qua khó nghèo, hai mảnh đời dẫu bệnh tật vẫn miệt mài gắn bó với nghề hái ổi thuê mà chương trình tìm đến sẻ chia là một minh chứng thật đẹp cho nghị lực của con người trong cuộc sống. Đầu tiên, chúng tôi mời quý khán giả cùng đến với câu chuyện về gia đình của chị Nguyễn Thị Đạm, ngụ xã Mỹ Lợi A, huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang qua phóng sự sau. Ghé thăm những vườn trái cây đang vào mùa thu hoạch ở huyện Cái Bè, chúng tôi cảm nhận được niềm hân hoan của bà con khi mô hình trồng cây ăn trái đạt hiệu quả cao. Phấn khởi trước những vụ mùa được giá, những mảnh đời khó khăn càng vui mừng hơn khi có thêm một mùa được tất bật bên những công việc hái trái cây thuê để trang trải gia đình. Gắn bó với nghề hái ổi mướn từ khi chiếc ghe bán tạp quá nhỏ dở dụng trong trận bão lớn, bao vốn liếng chắc chiêu từ 4 năm trước phút chốc cuốn trôi theo con sóng dữ, chị Đạm quyết tâm lặp lại từ đầu với hai bàn tay trắng. Dầu dãi nắng mưa với chiếc áo bạc màu, đôi bàn tay thô ráp vì cầm kéo cắt ổi cả ngày, cùng đôi mắt khô rác vì dính cườm khô lâu ngày, không còn nhìn thấy rõ ánh sáng. Nhưng chị Đạm vẫn thoăn thoắt nhịp nhàng, mong những vất vả hôm nay đổi lấy chén cơm no cho gia đình bé nhỏ. Mắt tôi nó bị cườm nay mấy năm rồi. Bữa hổm thì nó sốn, nó cộm, không có thấy đường gì hết trơn. Cái đi bác sĩ, đi khám tư, đi xuống dưới khám rồi bác sĩ kêu đi mổ. Mà không, gia đình không có tiền rồi, không có tính cái chuyện mổ nữa. Ráng gượng lên, mình không có nói gì với con, mình sợ nói con mình gầu nó, con mình nó buồn nó. Giờ mình cứ mặn ngày nào nên ngày nấy vậy đó. Giọt nước mắt của người phụ nữ nghèo như nghẹn lại mỗi khi nhắc đến chồng con. Vì vậy, khi hết mùa ổi, thân cò vốn lam lũ nắng mưa lại tiếp tục bán mặt cho đất, bán lưng cho trời trên những cánh đồng xa để kiếm được tiền lo thuốc thang, vừa trang trải bớt nợ nần trong những ngày chồng bệnh. Trải qua những năm tháng đối diện với sống chết mong manh do tai nạn chấn thương cột sống kèm theo những biến chứng động kinh co giật từ sau ngày cơn bão lớn nhấn chìm chiếc ghe bé nhỏ, anh thương chồng chị Đạm đã không còn đủ sức gánh vác gia đình. Nặng lòng trước những lo toan khi các con đang tuổi ăn tuổi lớn, còn mái nhà nơi che chắn gió mưa từ bao năm nay đã không còn đủ ấm cho các thành viên sau một ngày lao động vất vả, anh chỉ biết cố quên đi nhức nhối mà cùng vợ bươn chải mưu sinh, đưa gia đình qua cơn khốn khó. Đi làm cũng 2-3 ngày, nghỉ 1 ngày, làm nhiều khi quá sức rồi, nó rút cũng như kinh gạch rồi, nó giác xi măng nó rút, đang giác dọc đường nó sợ nó dọc, nó té xuống bất tử, cũng anh em đông, cũng kêu dầm vậy. Mằng mà hay co rút về, mằng gánh vợ mình không nổi, cũng quan tâm gánh rứt, cũng buồn lắm. Cũng nghĩ tùm lum chân, cũng ráng làm chứ nghĩ vậy rồi ở nhà ở không rồi mà vợ con cũng đói khổ tội nghiệp nó. Bao nỗi lo toan cứ hằn in trên những gương mặt lấm lem bùn đất của Thanh Quý và Ngọc Mến, hai đứa con mới 9-10 tuổi đầu của anh chị. Sớm quen với việc băng đồng lội ruộng, bắt ốc mò cua để kiếm tiền đi học, hai mái đầu xanh đang là động lực để cả gia đình cùng nhau bước qua sóng gió. Từng ngày vượt qua quãng đường khó nhọc bằng tất cả tình yêu, mong mỏi của mẹ cha. Tin rằng những bước chân nhỏ bé hôm nay sẽ vững vàng thênh thang trên đường tương lai vào một ngày không xa. Thưa quý khán giả, nghề hái ổi tuy không quá nhiều nặng nhọc nhưng mưa nắng cùng bệnh tật như bào mòn đi sức dốc của người phụ nữ hiền lành chịu khó, vẫn vững vàng trước bao thử thách để làm điểm tựa cho chồng con trong giai đoạn khó khăn. Với những hy sinh lớn lao dành cho gia đình, ở một nơi khác, chúng tôi đã bắt gặp hình ảnh một người cha tảo tần
hái từng trái ổi nuôi các con thơ khi vợ lâm bệnh ngặt nghèo. Mời quý khán giả cùng đến với câu chuyện về gia đình của anh Phan Văn Nhất, ngụ xã Mỹ Trung cùng huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang. Gần 5 năm khởi nghiệp nơi vùng quê nghèo với quyết tâm tạo dựng tương lai. Thế nhưng, ngần ấy năm qua, tài sản duy nhất mà gia đình anh Nhất có được chỉ là ngôi nhà nhỏ, cột kèo gãy mục, vách lá thì chênh vênh, chực chờ đổ sập trước những gió giông. Ám ảnh trước nỗi lo khi không có một chỗ ở tươm tất thì cũng là lúc chị Tuyến, vợ anh Nhất, phát hiện mình bị khối u ác tính nơi lồng ngực. Canh cánh bên lòng bao nỗi ưu tư, lòng người phụ nữ nghèo càng quặn thắt khi nhìn các con thơ phải lớn lên trong cảnh nhà túng thiếu. Trước lúc tôi bệnh thì tôi cũng còn đi mà có mướn hay là hái trái cây, nhưng giờ tôi bị khối u trong bụng rồi bị xỉu hoài hại. Lúc ảnh đi mặn vậy đó, rồi mấy mẹ con tôi ở nhà có mình hả, mỗi lần trời mưa thì mấy mẹ con tôi ở trên giạc này không là không có đi xuống đất được, tại vì nhà dột nát hết trơn rồi, trời mưa là như ở ngoài sân vậy đó, không còn gì hết trơn. Nhìn mấy con vậy tôi cũng đau lòng đó. Bây giờ mình nghèo khổ dữ lắm rồi, bây giờ tôi cũng gắng mặn, chồng tôi cũng gắng mặn để lo cho con tôi đi học để sau này nó có tương lai. Tuổi thơ nhọc nhằn khi sớm tối phải cùng gia đình lang thang trên đồng mót từng hạt lúa. Nên ngày lập gia đình ra riêng, anh Nhất càng thấm thía cái nghèo luôn là nguyên nhân khiến chặng đường mưu sinh trở nên vất vả. Người chồng, người cha đã không nề hà nhọc nhằn, lặn lội tận những vườn ổi cách nhà hơn chục cây số để bọc trái thuê, kiếm tiền lo lắng cho gia đình. Tỉ mỉ chọn lựa từng quả rồi bao bọc cẩn thận. Bên vườn ổi xanh mướt được chăm chút khéo léo, người làm công như anh thêm một ngày vui mừng vì chuyện áo cơm đỡ phần chật vật. Quần quật cả ngày giữa trời nắng gió, thế nhưng đồng tiền kiếm được thì bấp bênh theo những vụ mùa, lúc có lúc không. Nên ước mơ về cuộc sống ổn định lâu dài với anh đến giờ vẫn còn dang dở. Tôi cũng bệnh, cảm thấy còn đau đau. Mấy anh thấy nhăn nhăn, mấy anh hỏi, không dám nói tại vì hoàn cảnh gia đình khó khăn quá, nói thì người ta không có mướn mình làm. Nhà thì cũng xây sở mà cũng thiếu hụt tùm lum hết trơn, mượn chỗ này chỗ kia. Bây giờ thì nợ thì quá cho nhiều, tới hai mấy triệu là cũng gắng cố gắng nâng vượt qua cho lo cho con cái nó ăn học này kia. Chứ đâu có bỏ được, bỏ thì con thì nhỏ không à. Luôn ấp ủ ước mơ thoát nghèo bằng ý chí không ngừng vượt lên số phận. Thế nên cách đây một năm, khi chuyện nuôi vịt chạy đồng bị thua lỗ vì dịch bệnh, nhưng anh Nhất vẫn không nản lòng mà tiếp tục tìm việc làm thuê khác để nuôi sống gia đình. Mùa thì cắm câu soi ếch, mùa thì bắt ốc mò cua, miệt mài bền bỉ cùng nắng mưa. Anh tin rằng khi đứng trước những thăng trầm của cuộc sống, sự mạnh mẽ vững vàng là cách duy nhất giúp anh bước qua khó nghèo thử thách. Đến quý khán giả và bà con, chúng ta đang cùng đến với khung giờ quen thuộc của chương trình Vượt Qua Thử Thách của Đài Truyền Hình Vĩnh Long. Xin được gửi đến quý bà con lời chào nồng nhiệt nhất. Quý bà con thân mến, ở phóng sự đầu chương trình thì bà con cũng thấy là những hình ảnh của những đôi tay thoăn thoắt, rồi những dáng người lam lũ hái ổi của chị Đạm và anh Nhất. Và đó có bị thấm thía hơn một thông điệp từ chương trình, đó chính là đời người có lúc phải đối mặt với những khó khăn, và quan trọng là mỗi người trong chúng ta phải cố gắng vượt qua những khó khăn và thử thách ấy bằng chính ý chí và nghị lực của mình. Ngay bây giờ, Thu Hiếu sẽ mời các bà con cùng gặp gỡ với hai nhân vật ngày hôm nay. Đầu tiên, xin được giới thiệu chị Nguyễn Thị Đạm đến từ xã Mỹ Lợi A, huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang. Và nhân vật tiếp theo đó chính là anh Phan Văn Nhất ở xã Mỹ Trung, cũng từ huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang. Bây giờ chúng ta sẽ cùng trò chuyện thêm với hai nhân vật ngày hôm nay. Đầu tiên là chị Đạm trước. Chị có thể kể lại câu chuyện khi mà chị nghe được tin là mình được tham gia và vượt qua thử thách cho quý khán giả và Phương Hiếu cùng nghe được không ạ? Tôi đang đi bọc ổi cho người ta, nghe chương trình vượt qua thử thách. Quá trời nói bà con cho tôi chạy về chút, tôi báo tin cho chồng con tôi hay rồi tôi lại tôi mặn tiếp. Phương Hiếu được biết là chị bị cườm mắt, đúng không nè? Cườm mắt thì sẽ hạn chế cái tầm nhìn của mình khá là nhiều. Dạ,
sáng thì đi mặn bọc thì được, mà dắt chưa nắng quá nó bị mờn mắt, nó chảy nước mắt sống hoài hả. Cũng quen tay rồi, mình gắng cố gắng hết sức, mình lo cho chồng con mình. Em thiếu nợ 30 triệu, hồi đó chồng em bệnh á, rồi em đi mượn nợ, rồi với lo cho con em học á. Phải ráng cố gắng cho con ăn học nha. Tại vì mình làm gì làm phải lo cho con, thì sau này cuộc sống của hai vợ chồng sẽ đỡ vất vả hơn khi mà con ăn học đến nơi đến chốn. Dạ. Hôm nay là muốn đem về nhiều tiền nói Hiếu nghe coi. Dạ có nhiều cũng mừng hết. Hy vọng rằng trong chương trình ngày hôm nay thì chị sẽ vượt qua cả hai phần thi của chương trình. Anh Nhất thân mến, được biết là anh vừa mổ ruột thừa cách đây 6 tháng. Dạ vẫn còn đau nhưng mà đến với chương trình này em sẽ cố hết sức thi là tốt ạ. Được biết là bây giờ cuộc sống gia đình của mình thì chị nhà sức khỏe thì không đảm bảo phải không? Hai con thì còn nhỏ. Hai ổi ngày thì anh được nhiêu tiền? Dạ trong em hai ổi ngày được 80 ngàn ạ. Lúc trước á, thì em có vay nợ ở sớm được 25 triệu, rồi thời gian em mổ ruột thừa, rồi sau này vợ em bị khối u trong bụng với sinh con non á, nên em chưa trả được đồng nào. Đến với chương trình vượt qua thử thách thì anh Nhất mang đến chương trình này điều gì? Dạ em tự tin 100% để giành chiến thắng ạ. Và bây giờ để xem là chị Đạm và anh Nhất ai sẽ là người giành chiến thắng trong phần tranh tài đầu tiên. Mời quý bà con cùng đến với phần tranh tài thứ nhất. Quý khán giả và bà con đang đến với phần tranh tài đầu tiên của vượt qua thử thách ngày hôm nay. Quý vị cũng biết là với công việc hái ổi như là chị Đạm hay là anh Nhất đây, đặc biệt có một công đoạn rất là quen thuộc, đó chính là công đoạn bọc trái. Theo cái từ chuyên môn còn gọi là bao trái thưa quý vị, để cho trái ổi đạt năng suất cũng như là giảm hàm lượng phân bón, giảm hàm lượng thuốc trừ sâu nè. Quý vị cũng thấy mỗi bên hai cây thì chúng tôi sẽ có tổng cộng là 20 trái ổi. Nhiệm vụ của người chơi phụ và người chơi chính khi mà chúng tôi nói bắt đầu thì cả hai sẽ cùng nhau để lần lượt từng tự, đó chính là đây là bao xốp đây, bên cạnh đó là bao ni lông, chúng ta sẽ cho vào bên trong như thế này. À, và sau đó dây thun sẽ được cột lại. Khi đã có những vật dụng sẵn sàng như thế này thì người chơi chính mới lần lượt đưa vào những trái ổi và bao lại. Sau khi đã bao hết những trái ổi trên cành rồi thì người chơi chính sẽ chạy vào vị trí phía bàn ở dưới kia và bấm đồng hồ để cho hai người chơi không đơn độc và tự tin hơn, bình tĩnh hơn giành chiến thắng. Chúng tôi mời đến đây hai nghệ sĩ là những gương mặt quen thuộc đã từng tham gia và vượt qua thử thách. Bây giờ chúng ta hãy cùng gặp gỡ nhân vật đầu tiên, đó chính là MC diễn viên Quỳnh Ngân. Dạ, xin được trân trọng kính chào tất cả quý bà con và quý vị khán giả đang theo dõi chương trình. Và một đối thủ truyền kiếp, nói nôm na theo từ điển ảnh chút xíu cho nó gay cấn, đó chính là nghệ sĩ hài Kiều Linh. Kiều Linh xin kính chào bà con và cũng xin kính chào quý vị khán giả đang xem chương trình vượt qua thử thách của đài truyền hình Vĩnh Long. Theo Kiều Linh thấy, với cái kinh nghiệm mà lần trước chơi hớt tóc á, là Kiều Linh thấy ai cũng rất là cố gắng, rất là giỏi, nhưng mà cái may mắn rất là quan trọng, thì kỳ này cũng vậy. Kiều Linh cũng hy vọng là may mắn sẽ mỉm cười với cả hai anh chị luôn. Linh thì Linh thích phụ với mấy chị nữ hơn, tại vì chị em có thể hiểu ý nhau dễ hơn là nam. Thật sự nói thì nào giờ nghề hái ổi đối với Linh nó cũng hơi lơ tơ mơ lắm, không có hiểu kỹ. Nhưng mà ăn ổi thì giỏi, ban tổ chức mà đổi lại mà thi ăn ổi Linh chấp 10 Quỳnh Ngân luôn. Chấp 10 Quỳnh Ngân. Cái đó là lại coi lại nha chị Linh, em không những ăn ổi mà em còn ăn luôn lá ổi được nữa. Kiều Linh cũng chưa biết là Kiều Linh sẽ phụ cho ai, nhưng mà ai Kiều Linh sẽ cổ vũ hết mình. Với chị Kiều Linh á, để chiến thắng trong chương trình này ngoài cái tay nghề vững chắc thì còn sự may mắn nữa. Bạn có đồng ý như vậy không? Dạ thì chắc chắn là may mắn nó cũng đòi hỏi rất là nhiều. Nhưng mà Hình Ngân nghĩ là để mình đón nhận được cái may mắn đó thì cái sự tự tin của mình cũng là một cái yếu tố quyết định nữa. Bình thường mình làm chuyện đó là coi như chơi luôn. Nhưng mà mình hồi hộp quá, rồi cái mình rung, rồi cái mình khớp, cái có thể là mình không làm được như mong muốn của mình, thì đôi khi nó cũng ảnh hưởng đến kết quả nữa. Mong là cái kinh nghiệm này thì giúp cho chị với anh thì có thể là mình tự tin, mình bình tĩnh, mình làm thật tốt nha anh chị. Hôm trước chú cao đó. Đúng rồi. Khi mà mất tự tin bình thường hết rất đẹp, nhưng mà khi mà rung tay á chị, rung tay đến khi mà làm em nữa lấy cái lỗ tai của chị rồi. Đó nên là mình phải tự tin bình tĩnh nha chị nha. Anh cũng vậy nha. Và bây giờ để xem nghệ sĩ nào sẽ hỗ trợ cho ai thì hai lá thăm cũng sẽ được trao đổi lại với nhau vậy thôi. Mời công bố. Anh Nhất. Dạ chị Đạm. Đó. Con thấy rất vui mà em cũng hồi hộp. Mình gắng giúp chị vượt qua kiếm số tiền về chị Bình. Chị bình tĩnh nha, bây giờ mà chị rung một cái là nó mất tinh thần lắm. Mình phải cười tươi lên, mạnh mẽ lên.
lần trước á chị cũng phụ cho một chú thì cũng đứng ở vị trí này và đã giành chiến thắng. Ủa đâu phải là lúc nào bổn cũ nó cũng soạn lại đâu. Thì đó người ta đang hy vọng. Thôi bây giờ cuộc sống có quyền ước mơ. Mình phải ước mơ bự hơn, bởi vì sao? Hai chị em mình cùng đồng lòng với nhau nha chị. Cuộc chiến bây giờ đã gây cấn rất là nhiều rồi. Tôi tin chắc rằng là quý khán giả đang ngồi trước bạn nhỏ cũng như bà con ở đây đang nóng lòng để xem là cuộc tranh cãi nảy lửa này sẽ mang về chiến thắng trong phần tranh tài đầu tiên cho ai. Tập trung nào. 1, 2, 3 bắt đầu. Vòng thi hỏi. Đúng rồi, nhanh lên. Chúng ta có những thành phẩm là những miếng xốp cho vào một ni lông và một cái gì đó. Mình có được miếng đầu tiên rồi. Vòng hỏi lên nào, vỗ tay đi bà con. Cố lên, cố lên, cố lên. Không chưa có bạn nào thì làm bằng đó đi. Nhanh lên. Đúng rồi, nhớ nhớ quan sát hỏi. Còn cái đầu nó lại chúng ta hãy chỉ cho bạn cùng chơi của mình các nghệ sĩ. Mười chiếc dây đi qua. Nhanh lên, nhanh lên, nhanh lên, nhanh lên, nhanh lên. Thẳng cơ lên, thẳng cơ lên, thẳng cơ lên. Đúng rồi, nhanh lên. Vỗ tay đi bà con, cố lên, cố lên, cố lên. Đúng rồi, chỉnh chịu lên, làm nó đó. Rồi, các bạn cũng vào, đúng rồi, đúng rồi. Đúng rồi, không hỏi đi chị đạp, chúng ta chạm đây, đây, chúng chẳng là chị đạp. Nhanh lên, nhanh lên, 38 giây, 39 giây, nhanh lên, hưởng chương lên. Chúng ta sẽ đóng bảng đồng hồ lại, chúng ta sẽ cùng chờ xem. Cuối cùng ai sẽ giành chiến thắng, mình sẽ đầu tiên. Rồi, nhanh lên nào, chương lên. Đúng rồi, cố lên, cố lên, cố lên, cố lên. Nhanh lên, cây ổi đầu tiên vẫn chưa hoàn thành xong nữa. Hãy nhanh lên, nhanh lên. Lên 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 l
Mau lên, mau lên. Uống nước rút thần tốc. Khi mà Quỳnh Ngân chỉ trái cuối cùng thì chị mới bao được cái trái đó và chạy về. Cũng hồi hộp mà em gắng, cố gắng lên. Thay bao trái về nãy có bị mắt có bị ánh sáng làm mà chóa không? Dạ cũng chói nữa mà mình cố gắng hết sức mình bọc vô trái. Rau nói đi không phải nói lại, ở đây thì sao vậy? Dạ tại vì em còn sót cái ổi mà em đi kiếm vòng vòng rồi với hai nữa. Khán giả vỗ tay quá em hồi hộp. Anh Linh cũng bị hồi hộp mà. Đến khi trái ổi cuối cùng hai đứa chạy đi kiếm vòng vòng luôn á. Nó còn sót cái cây đầu tiên. Kiều Linh nói là anh cũng đã vượt qua được bản thân mình á, rất là giỏi á. Nhưng mà quan trọng hãy xem là thành phẩm như thế nào. Đây chúng ta cùng kiểm tra thành phẩm của chị Đạm trước. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Đâu nữa? Rồi, 10. Rồi bên đây. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Rồi, 10. Cây ổi của anh Nhất. 1 nè, 2 nè, 3 nè, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Rồi, và tiếp theo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bây giờ hãy xem thời gian dừng lại ở bao nhiêu. Anh Nhất ơi, 1, 2, 3. Chị Đạm ơi, chuẩn bị ha. Xem nào, 1, 2, 1, 2, 3. Dạ em cũng rất vui, rất cảm ơn Quỳnh Ngân đã chạy giúp cho em. Lần sau là mình phải phối hợp tác chiến nha, tại vì chị Kiều Linh á, coi vậy chứ đúng chị nói á, lần trước á cũng là vòng đầu đội chị thua, nhưng mà vòng sau là chị lấy lại tinh thần liền, bởi vì mình phải cố gắng lên, không có được là hả ngủ quên trên chiến thắng nha chị. Và thưa quý vị, với chiến thắng ở phần tranh tài đầu tiên thì 10 triệu đồng thuộc về chị Đạm, chúc mừng. Và với việc không giành chiến thắng trong phần tranh tài đầu tiên này thì 5 triệu đồng. Anh Nhất ơi, vòng đầu tiên này mình không phải là người chiến thắng, nhưng mà số tiền Linh nghĩ là nhận được 5 triệu này cũng là một số tiền tương đối lớn đúng không anh? Kiều Linh hy vọng là số tiền này sẽ giúp cho gia đình của chúng ta là vượt qua được những khó khăn nè, và những ngày tháng sắp tới chúng ta sẽ đỡ vất vả hơn anh nhé. Còn bây giờ sẽ là thời gian chúng ta dành cho khán giả mà nhỉ. Xin chúc mừng vị khán giả mang tên Đoàn Thái Trọng, ấp Trà Mẹt, xã Thông Hòa. Số chứng minh 334920849. Chúc mừng vị khán giả mang tên Trương Văn Tý. Số chứng minh 334274262. Mỗi phần quà may mắn 1 triệu đồng.
Chào mừng quý bà con đang đến với phần tranh tài thứ hai của chương trình Vượt Qua Thử Thách ngày hôm nay. Kiều Linh quan sát thì thấy trái ổi nó đã bự rồi thì dễ thấy hơn là hồi nãy. Mong muốn cả hai anh chị phấn chấn tự tin á, thì mình hát bài Niềm tin chiến thắng sẽ đưa ta hai thật nhiều ô. Bây giờ sẽ là thể lệ của vòng 2. Hai đội có 2 cái ổi, tổng cộng là 50 trái ổi. Nhiệm vụ của người chơi chính là sẽ dùng kéo cắt xuống cho vào rổ. Và đến khi trong rổ có khoảng 4 đến 5 trái ổi thì người chơi phụ sẽ mang từ cái rổ ổi mang về dưới này. Nào, 1, 2, 3. Hai ổi bắt đầu. Đúng rồi, hai ổi đi. Thời gian đã được làm. Người chơi chính dùng kéo, cẩn thận thôi, cẩn thận thôi. Cắt từng trái ổi cho vào, được 4, 5 trái ổi rồi đem về. Đúng rồi, đem về. Bỏ vô rổ. Đúng rồi chị, tuyệt vời. Chị lên tiếp tục. Quỳnh Ngân có ổi chưa? Mang về. Ổi cẩn thận, một cây là 25 trái ổi, hai cây là 50 trái ổi. 21, 22 giây đã trôi qua rồi. Nhanh nữa lên, nhanh nữa lên. Lên bao nhiêu rồi? Quá tuyệt vời. Đúng rồi, thẳng cương lên, nhanh lên. Tới không, chắc tới không. Đúng rồi, 31 giây. Phương Hiếu Trường đang đóng đồng hồ lại để chúng ta cùng chờ xem phần thắng quyết định sẽ được về ai. Nhanh lên, nhanh lên. Thẳng cương lên, chắc đi, chắc đi, chắc đi. Đúng rồi, nhanh lên chị Đạm ơi. Nhanh lên, nhanh lên, nhanh lên chị Đạm. Đúng rồi, chính xác vào, coi chừng bước tay. Đúng rồi, nhanh lên, nhanh lên, nhanh lên. Đúng rồi, mang về, nhanh lên, khẩn trương lên chị Đạm. Khẩn trương lên, số lượng ổi còn lại ngang nhau. Nhanh lên, nhanh lên, khẩn trương lên chị Đạm. Khẩn trương lên, khẩn trương lên. Đúng rồi, còn không, còn ổi không. Còn không, đem rổ lên, đem rổ lên. Còn không, xong chưa, báo đồng hồ. Xong chưa, nhanh lên chị Đạm. Nhanh lên chị Đạm. Em về, nhanh lên, báo đồng hồ đi, bấm đi. Bây giờ chúng ta cùng kiểm tra xem trên hai cái ổi của cả hai đội còn sót ổi hay không. Bây giờ tôi sẽ đến với cây ổi của chị Đạm trước. À, còn ổi, ổi sống. Tiếp theo, cây ổi thứ hai không còn trái nào cả. Bây giờ chúng ta cùng đến với cây ổi của anh Nhất nè. Cây đầu tiên tuyệt vời. Chúng ta đến với cây ổi thứ hai. Bây giờ hãy xem thời gian mà anh Nhất đã hoàn thành. 1, 2, 1 phút 20 giây. Vừa qua 2 vòng qua mình thua, nhưng mà số tiền mình có, mình cầm được trong tay cũng đã là 10 triệu rồi. Và mình còn một cái vòng sau, đó là vòng rút thăm. Kiều Linh nghe nói là căn nhà đó trị giá tới 39 triệu lần đó. Nên thôi bây giờ mình dẹp cái nỗi buồn qua một bên, để mình dành hết, mình dành hết tâm huyết để mình chiến thắng những vòng sau ha. Hãy xem tay nghề của chị Đạm, thời gian là bao nhiêu. 1, 2, 1 phút 22 giây. Và như vậy với việc giành chiến thắng, chị Đạm đã mang về 10 triệu đồng. Còn anh Nhất chưa chiến thắng, 5 triệu đồng mà thôi. Và như vậy trước khi tiếp tục đến với niềm vui vỡ òa của chị Đạm trong phần rút logo may mắn, chúng ta hãy cùng đến với anh Nhất với sự đồng hành của nghệ sĩ hài Kiều Linh. Chúng ta đến với phần rút thăm may mắn dành cho anh Nhất. Với phần rút thăm may mắn này, hai thùng thăm, một thùng là phân bón đầu trâu DAP Avel, tăng hiệu quả sử dụng DAP từ 30 đến 50%, là một thùng là công ty Tôn Tân Phước Khanh, sản phẩm uy tín chất lượng. Hai thùng này đều có 10 lá thăm cả. Một thùng 9 lá thăm 5 triệu đồng, một lá thăm 10 triệu đồng. Thùng còn lại 5 lá thăm 5 triệu đồng và có đến 5 lá thăm 10 triệu đồng. Cơ hội là gấp đôi. Cố lên ngàn may mắn nha. 5 triệu đồng. Rồi bên đây mình ráng 10 triệu nha. Được chưa? Em rất vui khi đã nhận được số tiền này, bởi vì từ nào giờ em chưa cầm được số tiền được lớn như thế này. Anh đã mang về cho gia đình mình số vốn đến giờ phút này là 25 triệu đồng. Trong phần rút thăm ngôi nhà mơ ước giá 39 triệu đồng. Một tràng pháo tay chúc cho anh Nhất được may mắn trong phần rút thăm ngôi nhà mơ ước. Mừng vị khán giả mang tên Hồ Văn Trọn, số chứng minh 334519767. Chúc mừng vị khán giả mang tên Nguyễn Thị Kim Loan, 334187383. Mỗi phần quà may mắn là 1 triệu đồng, xin chúc mừng. Hôm
nay là hơn cả một chiến thắng mà là chiến thắng thuyết phục. Xin chúc mừng Quỳnh Ngân và chị Đàm nữa. Hãy cùng quay về phía sau với Phương Hiểu. 12 bản logo. Như chúng ta đến với 6 bản logo bên tay trái trước. Công ty nệm Havas, nệm mút, nệm lò xo Havas, giấc ngủ ngon hơn, cuộc sống tốt hơn. Bột giặt diệt khuẩn gel sạch vèo vết bẩn. Thép Đồng Tâm, thép cơ khí, chế tạo chính xác, niềm tin của mọi công trình. Phân bón đầu trâu DAB Avel, tăng hiệu quả sử dụng DAB từ 30% đến 50%. Phân bón ba lá xanh, đẳng cấp của một thương hiệu truyền thống. Famido giúp trẻ mau tăng cân. Chị Đàm ơi, chị sẽ chọn bản logo nào? Tôi chọn sữa bột Famido giúp trẻ mau tăng cân. 1, 2, 3. Bảy chưa đâu. Bên tay phải chúng ta còn lại 6 bản logo và hy vọng rằng chị sẽ tìm ra được cho mình bản logo mệnh giá tiền cao 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 của nhà tài trợ. Bột giặt diệt khuẩn gel sạch bèo vết bẩn. Kết sắt Solid, chất lượng làm nên thương hiệu sản phẩm của công ty cơ khí Toàn Gia. Công ty cổ phần Data, thương hiệu cho giải pháp truyền thông hiệu quả. Thương nữ bộ huyết Vĩnh Quang, bộ khí huyết, hoạt huyết, điều kinh, dưỡng nhan sắc. Công ty tôn Tân Phước Khanh, sản phẩm uy tín, chất lượng. Phân bón ba lá xanh, đẳng cấp của một thương hiệu truyền thống. Chị ơi, một bản logo nữa cho mình. Tôi chọn công ty tôn Tân Phước Khanh. Bao nhiêu chị ơi, bao nhiêu chị ơi, quý vị ơi, bao nhiêu? Một, hai, ba, bốn, năm. Dạ em rất vui. Nhưng bà con cô bác cũng tận tình ngồi ngoài nắng cùng chia sẻ với em. Tổng cộng qua chương trình ngày hôm nay, chị mang về cho gia đình mình 44 triệu đồng. Chúc mừng. Và đừng quên, chúng ta cùng đến ngay với phần rút thăm ngôi nhà mơ ước với sự tài trợ của hai đơn vị là công ty cổ phần phân bón Bình Điền thương hiệu đầu trâu với nhãn hàng phân bón đầu trâu DAB Avel tăng hiệu quả sử dụng DAB từ 30 đến 50% và công ty tôn Tân Phước Khanh sản phẩm uy tín chất lượng. Hai thùng thăm này đều có hai lá thăm. Mỗi lá thăm đó chính là một căn nhà mơ ước trị giá 39 triệu đồng và những lá thăm còn lại là những món đồ tiện dụng trong gia đình của mình. Tôi xin chọn công ty tôn Tân Phước Khanh. Mời anh Nhất trước. Gì đây? Mình lọc nước. Một thông tin vui nữa cho hai hộ gia đình này đó chính là trung tâm điện máy điện lạnh khai trí của thành phố Vĩnh Long sẽ quyết định dành tặng cho mỗi hộ gia đình một chiếc TV để chúng ta theo dõi những chương trình, lấy lại tinh thần và tiếp tục làm việc nữa. Xin chúc mừng. Kiều Linh cũng rất vui, mặc dù số tiền Nhất nhận được là 25 triệu. Theo Kiều Linh nghĩ đây cũng là một số tiền rất lớn đối với anh. Thì qua số tiền này thì Kiều Linh nghĩ là anh sẽ trang trải được cuộc sống cho gia đình mình nè, chữa được bệnh cho vợ nè, rồi cũng có thể chích ra một ít để làm ăn nữa, đúng không anh? Dạ, chắc là cũng xin được dành thời gian chút xíu để chúc cho chị Đạm là sẽ có thể là chữa khỏi đôi mắt ha, rồi cả là công việc nhà cửa của chị nó cũng sẽ ổn thỏa hơn. Vâng, thưa quý vị, lời cảm ơn rất là chân thành từ chúng tôi gửi đến hai nghệ sĩ đang được rất nhiều quý vị yêu mến, đó chính là nghệ sĩ hài Kiều Linh, bên cạnh đó là MC diễn viên Quỳnh Ngân nữa. Chương trình xin chân thành cảm ơn nhãn hàng sữa bột dinh dưỡng Famido giúp trẻ mau tăng cân đã tài trợ cho chương trình, cùng nhiều thương hiệu nhà tài trợ khác đã đồng hành cùng với chúng tôi, mang niềm vui, mang nụ cười đến với những gia đình còn gặp khó khăn. Đừng quên, chúng tôi luôn đến với quý vị và các bạn trong khung giờ quen thuộc 19:15 tối thứ sáu hàng tuần trên đài truyền hình Vĩnh Long. Mến chúc quý bà con luôn có những vụ mùa bội thu. Xin chào và hẹn gặp lại. Gian khó đường nơi tuy chắc chờ bền lòng ta vững tin đừng ngại chi sương gió bao khó khăn hôm nay luyện rèn thêm ý chí chắp cánh cho ngày mai.